Hà Phương, hôn nhân vợ chồng tôi bền chặt. Ca sĩ Hà Phương cho biết hơn 20 năm chung sống, cô và tỷ phú Chính Chu cùng vun đắp, vượt qua những tin đồn không đúng về hôn nhân. Hà Phương nói ban đầu cô hơi bực nhưng sau đó cảm thấy buồn cười khi hôn nhân với tỷ phú Chính Chu gần đây bị đồn trục trặc. Khán giả lan truyền bài viết của tờ Daily Mail, đăng tải gần 4 năm trước, trong đó phần tiểu sử nhắc nam tỷ phú là bố đơn thân hai con, vợ cũ là ca sĩ Hà Phương. Chồng tôi thấy phiền, không muốn vợ con nằm trong tầm ngắm của truyền thông. Anh nói muốn giúp tôi xử lý tin đồn nhưng tôi cản vì đã quá quen với thị phi. Tôi chỉ muốn anh tập trung kinh doanh, cô trả lời ngôi sao, sáng ngày 6 tháng 7. Ca sĩ nói hơn 20 năm đầu ấp tay gối chồng tỷ phú, cô vài lần bị đồn ly hôn. Có lần khán giả lấy hình một người nằm chết và khẳng định nạn nhân là Hà Phương. Họ nói cô tự kết liễu đời mình sau biến cố hôn nhân. Lần khác, cô bị đồn thất sủng, được chồng đưa 20.000 tỷ đồng sau khi ly dị để về Việt Nam sống. Bạn bè cười rần rần, nói hôn nhân của tôi giống chuyện thâm cung bí sử. Người thân thì chọc, ai bảo em hạnh phúc quá làm chi nên người ta ghét, cô kể. Hà Phương tiết lộ hồi trẻ, tính cô nhút nhát, ít bộc lộ cảm xúc nhưng sống thật lòng, hay giúp đỡ mọi người. Xung quanh Chính Chu khi ấy là những hoa hậu, người mẫu tài giỏi, học thức, tên tuổi. Theo giọng ca 51 tuổi, chồng chọn cưới không vì nhan sắc hay do cô là một ca sĩ, anh yêu tâm hồn đẹp của Hà Phương. Thấy chồng là người thông minh, thành đạt nên sau khi kết hôn, Hà Phương tự trau dồi tri thức, nhan sắc để chồng hãnh diện mỗi khi sánh bước cùng. Ca sĩ tạo không khí gia đình tươi vui, hạnh phúc để Chính Chu luôn muốn gần gũi, quan tâm vợ con. Em gái Cẩm Ly nhớ nhất lần đồng hành cùng chồng trải qua trận ốm thập tử nhất sinh 2 năm trước. Chính Chu khi ấy hỏi vợ cần anh làm thêm điều gì cho cô nếu chẳng may ca mổ không thành công. Hà Phương khóc và nói chỉ cần chồng mạnh khỏe, sống hạnh phúc bên cô và các con. Chồng yêu chiều, tôi thích quà gì anh ấy sẽ mua ngay. Đó là lý do tôi không nghiện mua sắm, thường xuyên cản anh mua quà. Vợ chồng tôi hiện vẫn giữ thói quen cùng xem phim, trò chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh trân quý tổ ấm. Hôn nhân hơn 20 năm của chúng tôi bền chặt là do cả hai tôn trọng, nhường nhịn nhau, cô tâm sự. Hà Phương nói hai con gái Diana 17 tuổi và Angelina 15 tuổi là món quà quý giá của vợ chồng cô. Ở tuổi tinh, các bé được mẹ khen học giỏi, thuộc tốt dẫn đầu trường, lễ phép, siêng làm thiện nguyện. Cô mong hai con tiếp quản công ty của chồng nhưng vẫn tôn trọng quyết định riêng của các bé. Ca sĩ cho biết sẽ tập trung cho đam mê ca hát sau khi các con vào đại học. Hà Phương sinh năm 1972, là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, em gái của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, cô sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú gốc Việt tại Mỹ Chính Chu, sinh năm 1966. Ông xã cô là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ ở lĩnh vực tài chính, công nghệ. Tài sản của Chính Chu năm 2019 được ước tính 1,1 tỷ đô la Mỹ, theo The Rick. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.